À, xin chào quý anh chị đang xem YouTube. Đây, hôm nay thì mình sẽ mở bán những cây mai giả siêu bông. Đây, siêu bông này thì lấy giống từ vườn của chú Sáu Mai ở Bình Dương. Đó, cái này thì mình mua có vườn của anh Quang kế nhà nên đảm bảo giống thì nó chuẩn. Lá nói chung là thon dài. Nói chung ta bấm chặn thì đầu tiên nó ra thì nó sẽ lá sẽ to. Đó, cây này mới ghép được 10 tháng á. Đó, đợt đầu tiên bấm chặn lá nó bự chán nè. Lá xương nó thì trắng trắng, cái da trắng trắng. Đó, ghép liền đầu luôn á, rất là lẻ lớn á. Thôi chúng ta mạnh thì chúng ta nuôi nó lẹ. Cái này ghép 10 tháng cái chột nè, tay cái luôn á. À, còn hàng cây giống nhỏ, cây giống nhỏ thì mình có rất là nhiều á. Hiện tại cái lô này đó đó khoảng có ở 5-700 cây á. À, anh em sưu tầm mà thôi thì 80.000 cây á, 5 cây bao ship. Nhỏ thì nhỏ nhưng mà vẫn quá đảm bảo đúng giống á. À, chiều cao khoảng 2 tấc hơn. À, giảo siêu bông à. Rồi cây này á, này có 7 cây á, 7 cây ghép được 10 tháng đôn lại rồi. Đó, cây mạnh khỏe hết á. Đó, thay vì người ta mua gốc nhớt người ta nuôi á, chục năm sau chưa được cây này nè, gốc bự này ghép một bo thôi nó gần liền luôn rồi nè. Cây đang nằm chậu lọt lòng 3 tấc rưỡi á, giờ chúng ta thay qua 3 tấc rưỡi. À, dưới đá chúng ta xử lý thoát nước đồ ngon lành là được á. Cây này rễ ăn cứng bầu ra. À, nói chung là tự tin á, rễ ăn cứng bầu hết rồi. À, chứ không phải là mới ghép á. À, giờ chúng ta thay 3 tấc rưỡi chắc trồng này á, cũng 1 năm rồi. Đó, chúng ta ém chắc trồng mới, chúng ta sọt vô. Cây số 1 á, gốc 14, cao 75, ngang 55, cũ là 30 á. Cây nào cũng có cũ trơn. Một bo. Cây số 1 á. Cái này thì đồng giá, từ 1 tới 5 là đồng giá. 1,5 triệu một cây bao ship rồi á. Đó, anh em về có lấy giống mà lấy, không có lấy giống thì để chơi cũng được á. Con số anh em nói chung là không có biết ghép thì nè, đem về chăm sóc á, tưới nước tưới phân chơi thôi. Từ số 1 á, số 5 là 1,5 triệu, cây số 6 là cây bị lũa 800.000 thôi. Nói chung là cũng chung lô, cây vẫn mạnh khỏe đàng hoàng á, bị tróc với da lưng nè. Có gì thì nói nó rõ ha, đang kéo thẹo rất mạnh á. Mấy cây thẹo thẹo này chứ nó mạnh lắm á, bo gần liền luôn á. Cây số 1 á, à, tiếp theo là cây số 2 á, gốc 15, cao 36, ngang 50, cũ là 36. Cây này cũ rất là bự á. Ghép một bo thôi mà ngón tay cái 10 tháng rồi. Kéo gần liền luôn á. Này mới đôn rồi á. Ra mới 2 cơ à. Gốc số 2. Từ 1 tới 5 á, đồng giá 1,5 triệu cây bao ship á. À, cây số 2 à, cái đó là cây số 3, gốc 13, cao 55, ngang 50, cũ là 30 á. Có cũ á. À, ghép một bo. Một bo duy nhất á.
là cái à. À, cây số 3 siêu bông lá bành bành không ạ. Số 3 à, thế là cây số 4 gốc 12 cao 70 ngang 60 cũ là 33 à, ghép một bo này liền đầu luôn rồi à, liền đầu luôn hả cũ à. Cây số 4 à. Liền đầu luôn à, 10 tháng à. Bo 1 à. À, tiếp đến là cây số 5 à. Gốc 15, cao 70 ngang 50 cũ là 25 à. Liền lạc à, không có bị trái tuột gì hết. Cái này ghép 2 bo. Hai bo. Số 5 à. À, cây số 6 á, gốc 15, cao 70 ngang 40, cũ là 25 á. 800.000 cây này bị lũa. Đó, lũa này. Đang kéo da rất là mạnh á. Hai vết lũa. Một bo duy nhất thôi. Số 6 à. Sáu à. Tám trăm ngàn bao ship. À, cây số 7 á. Cây này à lạ, nó có cành rơi giống như kiểu giọng chữ C vậy. Lạ lạ nè. Gốc 11, cao 75, ngang 75, cũ là 23. Cũ tròn do. Một bo duy nhất à. Chút xíu nữa là liền á. Có cành rơi lạ lạ cành. Cây số 7 á, giá 1.800.000 bao ship á. Cái này đóng thùng rất là cực á, lạ lạ 1.800.000 bao ship. Rồi giới thiệu anh em à, 7 cây á, mai giảo siêu bông. Giảo siêu bông á, còn hàng cây nhỏ thì còn số lượng rất nhiều á, cái này có khoảng cỡ 500 cây á. Hàng giống nhỏ á. Tám chục ngàn cây, 5 cây bao ship, 1-2 cây cũng gửi bình thường á. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi á. Rồi, anh em có sưu tầm á, làm giống đâu, ghép rồi chơi lâu dài được á.